chẳng như to lesson bây giờ chẳng nhung nâng bạc hạt bây giờ thầm mây thêm đón nhung nâng bạc hạt nâng nâng ní đại ngày nâng dương nâng review tại tôi mùi bạc hạt bây giờ cứ cái dùng mà chỗ ní thay bây giờ xìm đi Angular new review Continue Angular review chứng vô rọt mà vô yes vô css cho enter mà chứng vì thời ca download nơi vì thời ca download nơi liên tích download bị chênh nắng phải chứ mà này tì pin tì vậy nắng chúng dương chạm mà plat chúng quay xuống studio code dương cứ dương đăng ấy thay dương à mình cứ angular review chúng dương à code dot dương bạc máu bạc mùi code với dương máu chúng nó pê đài bây giờ bây giờ cứ tự thấy sao tạm đón cứ admin ấy thế cứ mẹ bây giờ structure đấy nhưng dừng cầm thà phụ dương nâng mơ dồn bây giờ nâng dồn lõi bì chạy structure bảo viết đa bì nà tên nè chân từ bốn vi miên từ bốn cái vi thử miên nơi app ní chỉ default vi thử generate automatic chân app ní cứ vi máu vi admin file css tế vi ạc xe nâng nông ní tế vi xe nâng nông html đem đóng vi đặt chỉ inline style chúng inline style nó cứ dương ai đi đài nhưng mà thời gian phở chúng xem làm việc từ bộ ghế cứ là biệt add bootstrap nó không được call bây giờ trên bài add bootstrap nó không được call bây giờ vì muốn như là phải xịt ấn lấy dương hệ add bootstrap nó không được call cứ npm install dương ai sẽ sort khát bán cái sort ai cứ boot strap dương trong anh version man dương add version máu bên tai bờ dương trong yêu là version đã đặt là version chân máu đã đặt bootstrap chân máu cứ ta đã save chân máu cứ bạn này chương viên đang download bootstrap cho tới chương cả add nè vì bạn add cho sắc sẽ thấy cứ bạn add package mới và cho không node mới vừa dương ai cho bây giờ install package dương đang khởi miền vì cho từ trong node module chẳng như mơ miên cái lại nè bootstrap nè cái nhé như cho this css dân vô this dot min dot css nè nà dot min dot css nè chẳng là bài add bootstrap cho trong local nâng cứ vì mình lạc nạ dân như nhảy tí rồi sao dân thử add cho từ trong package dot json nè chứ là bài add cho sorry cứ add cho angular.json main package.json này client thì dương thử add bootstrap cứ nó bây giờ dương cho từ bộ mà chẳng chứ mời cái lại nè thì dương thử add bootstrap chứ add bootstrap dương add nó trong style nè cái lại này cứ src style.css này cứ vì mình style này vì mình này cứ chứ style global này kì phép dương thì vì chứ global chẳng mình này thả class style nó cứ mà ủi thua thay dương generate html cho anh chương năng tiết chứng anh ấy chỉ global là anh ấy bán hai từ phở cục lạnh bên tay à app.component.css ní mình đây thà mùi css nâng cư dùm mẹp tay dùm mẹp tay app.component.html ní tì cư phở bán đang nâng nông chùm mùi kênh nâng tì anh ấy hai chân kéo tay store.css ní cư dùng anh hai bán cục lạnh nâng nông bởi chạy chứng cái bán add cho mùi cứ cái bàn add cho đấy cái line style chẳng dương gọi add cho bàn đấy cứ bàn tay dương bỏ dương mình mệt src style.css thì bỏ dương cứ nâng nâng node underscore chẳng dương mở hai đây mà nhóm sẽ node underscore để sao ta chung vô chân bị node module ní chứ như vậy mà module chẳng module bỏ dương cứ mình add slash hay ghi slash bootstrap slash bootstrap slash dương ai cho tôi mới bây dương tiên chính
nỉ cứ cho bootstrap hay dừng thể cho this cho this hay dừng thể cho css css hay dừng thể cho bootstrap dot min dot css nãy dừng thể cho chẳng có bàn tay nó bị dừng run project ok là để sao dừng toàn run để sao ta nhóm cho run angular mùi port xế chẳng đây sao tại nhóm cho brand anh là mỗi port xế chân lại nick nhóm xong đồ port vậy cho terminal chứ là mày đồ port với bán anh chị s does o data port size mỗi xôn xôn default port viết cứ size bị xôn xôn tại nhóm change port viết tới chỉ size mỗi xôn xôn chân lại này việc bong rán chân bớt xin gì dương ngọn miêu bị chết cổ bong rán xin tế dương ai ni nâng tờ nè dương ai rán thòm đà tam thòm đà tờ bạch đồ phòng được nhóm mê chân dương mơ thả hạ đấy vì chân bệnh mà ní cứ sai dầm môi xôn xôn ní cứ ọt miền ấy tế bệnh tăng o bà hai chì mò vì ấy chì mò là miền ấy dương chô mơ cơ ní bây giờ thì dương lục chó hello world. Ok, chân vi chân thử ấy cho bà dưỡng. Chứ như test bootstrap mới đa ớt thì ngài vô take p mối thì ngài class take danger chứ take danger bà dưỡng như ta hello world mình máu chứ như cho mới nì chân vi score lại chân vi score class bootstrap này được take danger take ấy nữa vì class bảo bootstrap bà xin chì bootstrap vì cho máu bên đây vì score lại chẳng dương trong thời gian mấy tiền cùng nó dương ngày nâng cái dương của review tầng o thế cứ dương review tại tôn cho mỗi nâng angular nâng cứ ngày muốn nhân bàn bà hành mà chân luôn đấy bên ta lấy nhân trong hành thay tiết cứ dương cho tầm bootstrap dương open bootstrap máu quay đại website phía chẳng cứ vì thời ca navigation bà mẹ nhưng mà tôi hoa này đưa chuyện này được navigation chẳng á kìa nhé dân cư miền trắng trắng dân tròn đại trắng của bạn này phần tay gì tôi tới để sao tại dân từ mà beginner chân dân mình chạm mạch từ đó việc design như thế để dân phật hơn là angular này chân vì miền trốn pagination ở vậy chân tới bàn tay nhâm vô nào bà chân nào bá cứ nhâm copy video má hay nhâm phải video má ok chúng bị ban trên tầm rộng màu bạc này chúng bị bốn nhóm ban bà hà nhé bị bếp speak từ suýt màu có bàn tay à lấy dương cho trên thế rồi sao tại dương ọt miên sĩ ở miên script biết chân script biết cứ chơi query bài tốt này dương hãy copy dùng phở dịt ăn sân chăm lực hỏi nhầm lưu biếp install của nó cho nông lực hỏi bài dưỡng chân dương đã cho tầm này dương đã cho tầm nông index script bài dưỡng index đã nơi chất body này chứng đã tới vị trò bàn này, ok vị trò bàn nè, công tác cô mà non dương ở lấy dương tròn à chẳng mệt, meta dương phật hơn nư từ bốn kế, cái dương phật hơn là form, u từ họ là nhung miền form mùi chứng, chứng dương tròn à, form, chứng nhung miền form mùi chẳng tới nè. Form mà dưỡng page cho ta nè cứ nhóm ai page nơi càng khổm nâng có bán đây bà xin chị dưỡng vô lõi dưỡng chạy block lại nếu dưỡng chạy đã tha content rồi có dưỡng hai tha section dưỡng đã tha section đấy chẳng viên trên màu bài này cập này nó không section mà dưới thời trai miro mình cần làm ấy chẳng tới rồi mày bị xuống cứ rổ rồi ngay container bán container container cái container fruit như pha cho má chân viên này vì hiện sol padding tích chân bây giờ chọn ai vì hiện sol cầm liệt chân ai tích chân ai đặt được container tích tới bạn này chứng ưu tiêu hoa thật cho mình form mùi chẳng
chẳng dương review tại tôi mà cả review dương cái nào phó mình mà tông submit bài này dương submit tới vì refresh ok chẳng cái nào nó không form chẳng dương chọn ban data ví cái này title vi generate chứ nó phải để dương chọn ban username chọn ban này chẳng cái dương ai declare vi cho object user dương ai có cả vi cho any nó cái này sẽ có ban này pattern này cái gì đó cứ miền username smart date chọn p date hay nâng password chọn p date đại chứng nhóm trong ban người ta nè u tư hoa thà lấy cho mà smart tay chỉ mới đang ấy chứ smart từ mới chẳng program admin password 123 chứ nó bay ao à admin 123 nâng tới display nên lớp page dân bán cứ dân nâng display nó trong ngầm tông đi bán cái dân thời thương mạch cứ dân thử phở ng model chẳng ng model dân thử import nơi module bảo vía cứ dân complete cứ form module import from vô trên bên nè chẳng cứ add angular form ok chẳng nó không add angular form nó cứ mean form module mới bây giờ add màn chẳng hái dân thử add video tự nông import này tiện nâng chung tỏ bán phía phái cho anh dây cho anh đi chứng tỏ dương à add là nâng chô nâng bán bán dương ai phở cho mỗi nâng ng model bán chứng ng model bởi dương cứ dương add video tại nè cứ chô nâng input chứng ng model smart nâng ấy kế mình smart nâng user dot username thở ớt trên như cái mớ lại này cái thà anh chị model đó use with inform thấy những thử miền attribute name chứng thử miền attribute name nó cứ dương thử đặt name bảo vía cái hai thà attribute nó cứ đặt thay username chẳng tới ok viên đường trên user dot name trên như chẳng hãy cho việt score là đi hết chọn nè việt score đi hết chọn bà vi score dương thử đập bay vi score bán dương thử tài mở user ng model smart user dot username đi lại từ chân tem đó nít biết thời cho ngày chụp cứ đầm bay nghĩ số dương remove à form thì đi cho thầm đoan thế đầm bay có mọi như nhảy ok chứng nó bây giờ dương remove hai thay mình đi chồng biết score bài đi anh chị model no need to set name. Ok, chứng dương cho tờ mơ ng model tích. Nó chung plex xin tạ về đây. Nhưng mà plex xin tạ bảo vía, sorry. Ng model. Ok. Oh, sorry, cứ ng model đi. Cứ dân thử phở two-way binding sorry chân màn việt chính ok nì cứ bị chân admin màu ấy chân cái này dân ai nâng phở cái này password dân phở dot password mà tóm mà tiết dân nâng khơi viên nâng refresh automatic IC call user dot password dương ai paste call cái lại đã nâng trong check tụi mình ok chân như mờ nè chân bên này tên này nâng viết chập tờ ba này ok nhé
hay mùi tiết bởi dương chong ban tình này dương mạch dương thử console lock vì mơ console lock cũng vì đồ dì bạc chẳng ủi tư hoa thà nơi khẳng ní chỉ tu tới vì thử miên function này mới dương chọt ủi tư hoa nè ủi tư hoa nếu như mà cả function mới nhưng thà on click chẳng on click nó cứ nhóm console lock ấy kì nhóm console dot lock user dot username username này bị error thì sao tại vì admin keyword this chẳng nhìn vào keyword this chẳng nhìn ai vô on click nó tới create button mua dù tôi hỏi xong bật cát button mua chẳng hả nè button nó không angular cứ function mà viết cứ event mà viết cứ chúng ta click mình on click đấy bằng nó không chào vào script kia là on click chẳng như smart tới chỉ mùi nắng function thật đọc đòi vùng của chó chúng vì ở toàn mình mua chúng đã mua vì phong mua này cứ console console chẳng đấy đã class biết vì tấn dancer chính như console lock vì mới tại vì chơi nhảy cái nhé vì chơi man admin ở đây vì chơi admin nhớ mơ console lock vào biết so lock của ví video username chứ mình nhôm lop username nhôm đặt this dot user từng mô chứ cứ viên đường chân màu từng mô bài này ok nhé viên đường chân màu username admin password mười bị bảy chứ nhưng trong chập data đang từ ui tôi hó chứ nhôm miền page mười sáu tiệt ui tôi hó nhôm miền page mười sáu nhôm trong chơi là khan là phần ba à username password đang vi mười bị bảy mà mười bảy mình viết mà viết navigate tới page mới chẳng hạn nhưng create function mới tiệt ui tôi hỏi nhưng đã on login chẳng hạn ui tôi hỏi cho on login person mà user dot username mà nó không JavaScript cứ mà bài đó mà là admin ai and password nâng and this dot user dot password sma 17 chẳng hạn nè ok chẳng màn dương navigate tới căn page thamay ok màn dương navigate tới căn page thamay ok chẳng dương đa lẹc hành tử if l bà viên mình thử mạch dưới là lợt ấy mùi mà dưới là lợt username and password invalid ok chứ đã mở chứng đừng biết để thử nhưng thử thử ấy đừng biết để thử dương thử cho report nó không mô chúa dương thử report rọt tờ muối mình chúng ta from angular router chứ router nó cứ miên mô dụ mỗi chúng ta router mô dụ tôi dân đã add vi cho tôi không mô dụ mà dân ai call hay router nào get vì mùi tờ mùi vì mà phê tờ phê chẳng bàn đây dân thử port mà cái lại viết cứ port angular slash router này còn tay lực ní dân mình phở mua dỗ tới dân còn là phở tha router chẳng tới tôi mới dân thử ní initialize object viên không constructor dân ai bắt cát constructor mối chân bắt cát constructor dân sẽ say constructor chẳng máu và tôi mới lại thì dân thử initialize mình mẹ nó không năng tế cái nó không ngà vùng của chọn và tay dân thử bắt cát đang cầm nọt bảo vía thử initialize object mấy đã so tu chân tới tóm lại chúng ta this dot your navigate nâng your máu navigate tên nè navigate url tên nè cho ai tên nè luôn ra tại dân miên html thamay mối tiệt mình chân này dân thử miên html thamay mối nhoài bộ và đến nhóm generate cho mỗi nâng chung mô html thamay chung mô sao home chân tới
data spec spec fall chứng nhung nâng get ban mùi component tiết cứ chung mô thả home chứng home mà home nâng thở cho một nông router này chứng nhìn thở add home nâng cho nông router nâng sân bà xin dì vì ở report rồi chứng nhìn thở tỏa dương report rồi này chứng lực ní dương mình mê report mô dù tế cái dương report nơi component component bởi dương chung mô thả chung mô ấy chung mô home chứng dương tự do home.component bài này chứng dương thử cho control spec lại nếu máu đồng bài report bởi chỗ chứng report bởi chỗ dương thử mean lại ní dương thử i route dương define route bởi dương cứ object path p chúng ta home dương thử define path bởi dương sân component mà vì ná cứ mà vì home component chứng à dương declare tập năng tử à lấy dương cho nào về tới home dương cho nào về tới home nó không ngặt lại như root bởi vì mình dương ai declare nơi ts ní ts ní mình home mấy cái ts bỏ root chứ nào về tới home nâng tới chứng chứ mới bị tờ ọt à lấy chơi submit sorry dương thử hai ở form login ở chỗ login dùng ai login nâng lại submit chứ chứ bạch đã submit đi bùa này admin form phong dùng ai click thom đá chứng như mọi click thom đá nó như click tới cho submit tới username and password invalid vậy ở đây có username nó invalid dư chạy mở ở đây bàn invalid và admin mà admin thử đã vì ai coi mối như thử check mở lại nữa username bởi dương sẽ call nè chứng cho đoạn tiếp chứng như ai bật thoi nhà smart mới tới đồng bài ở việc compare cái chập thử bây giờ đã bày đón thôi việc thử cái này tạm đón hãy lấy cô person by username person by user username password smart mới bị bày chứ mình đã bị ở smart mới bị bày thì ok, lời vị tới chứng vị ban đô từ can home để dừng mở trong ní, bây giờ dừng cho submit chứng vị upload này thì mình nhé mình để sao để dừng so space chứng vị cái tăng space này bây giờ đã space chế vị so space chứng cho tới vị smart dừng time space mới tiệt chứng dừng bài trả space vị thế chứ là dừng cho submit nhưng khi vị tới khi nhà đào home ấy từ bốn việt miền home ấy dừng chạm ở url vía chứ từ bốn cho submit khi load home mà ấy chứ nó bây giờ bị load home tại dừng thử thêm mệt chứ miền đây thà đào đứng về bàn đôi còn bên tai về ở bàn plug đầu page anh đứng mà bị dừng qua ai muối cứ dừng qua router link outlet chứ router router link outlet đừng xây thử ở tích xong xây khó xin tạ bục chông phía chân cho lõm xin tạ chân khó xin tạ ở phía dừng sơ của gó tích mà router link outlet router link outlet nó giờ do tôi chẳng ơi lấy dân xã mới xin chung bị cho nó cha mà xin tạ năng tí router outlet sorry admin router link này nó
គេប្រហែលជារត់ទៅអត់លែនហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់សូវចាំឈ្មោះវា sorry ចុច submitនេះវាគួរតែដូហើយដូចវាដូផាយជាមកពីយើងអូវាដូឯតាអ្នកនរគ្នាវាគ្រាន់តែយើងមើលនេះវាបានដូហើយឧទាហរណ៍យើងចាំមើលតិចនៅក្រុមនេះចុច submit ឃើញ homework ឯងអញ្ចឹង homework នេះគឺវានៅក្នុង home នេះ html នេះ homework ក៏គ្រាន់តែដោយសារតែយើងយកអា menu វាមកធ្វើជា login អញ្ចឹងវាអឺពេលវាចូលមកអានេះវានៅក្នុងមែនអញ្ចឹងអានេះវាត្រូវឃើញដែរអញ្ចឹងបើយើងយកល្អយើងអាច define the ng g c login data spec fall អញ្ចឹងយើង define login មួយទៀតមកហើយយើងយកអា code login នៅក្នុងនេះយកទៅផាសនៅក្នុង login ទាំងអស់ទៅមិញខ្ញុំដូចជា define មក section អញ្ចឹងយក section ហ្នឹងទាំងអស់ទៅយើងដាក់ចូលក្នុង login តោះមកយើងមាន code typescript ខ្លះមិញត្រូវឯងយើងមាន code ជាមួយនឹង code typescript នៅក្នុង root របស់វាអញ្ចឹងយើង copy ដែរមកយកទាំង constructor variable ឯទៅដាក់ចូលក្នុង login នេះមកកន្លែងវាប្រកាសជា error ដោយសារតែវាអត់មាន router link នេះអញ្ចឹងយើង control space import មកក្លែនេះគេថា login នេះគឺមើលមាន on need ដាក់ on need ឲ្យវាមួយទៅអញ្ចឹងខ្ញុំ save all វាតន់ទៅណាទេដោយសារតែយើងដើម្បីឲ្យ login នេះទៅបានយើងត្រូវហៅ selector app login នេះចូលទៅក្នុង section មិញវិញណាចូលទៅក្នុង section ចូលទៅក្នុង section root យើងមិញណាអូខេចឹងឥឡូវវាឃើញតណៅបារនេះទេហើយនឹងបតុងខុនសូលចឹងខ្ញុំសូមលុបបតុងខុនសូលនឹងចោលទៅអូខេចឹងវានៅសល់តែប៉ុណ្ណេះចឹងដំបូងឡើយវាចេញបែបនេះចឹងដើម្បីឲ្យ login នឹងចូលមកជាដំបូងគឺខ្ញុំមិនឲ្យមកដល់ page នេះទេជាដំបូងជាដំបូងគឺខ្ញុំឲ្យវាត្រូវ redirect មកកាន់ page login សិនដែលខ្ញុំនឹង define router នៅក្នុងនេះគឺ path តតេហ្នឹងគឺវានឹង redirect ទៅកាន់ login ហើយ path mightful អានេះជា syntax របស់គេណាអញ្ចឹងយើងអាច define មួយទៀតគឺ path តតេlogin ហើយយើងត្រូវការ component មិន dot ទេគឺ comma component ចុច2ឈ្មោះ component login component អូខេជិះដាក់ comma មួយទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះចឹងបើសិនពេចនឹងចូលមកតតេហ៎អញ្ចឹងបើពេចនឹងចូលមកតតេខ្ញុំឲ្យទៅ login សិនឃើញអត់បាទអញ្ចឹងវាត្រូវ login សិនតោះ login សិនມັນចូលមកដល់នេះបានណាតោះ login សិនມັນចូលមកដល់នេះបានហ៎ហ៎ពេគេចូលមកដំបូងគេត្រូវមក login អត់ login អត់បានទេចូលអត់ចូលទេអឡ login ចូលបានត្រូវ login សិនតើណាក៏អត់រួចដែរត្រូវ login បានប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាគាត់ login ហើយហើយប៉ុន្តែគាត់ចូលមកវិញគាត់ត្រូវ login ម្ដងទៀតអញ្ចឹងមែនទេអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងដើម្បីយើងឆែក condition នឹងបានយើងត្រូវឆែកនៅ main របស់វានេះណានៅពេលដែល login ហើយតើយើងនឹងសម្គាល់អីថាគាត់នឹង login ហើយតែយើងនឹងសម្គាល់ដោយរបៀបណាដែលដឹងថាគាត់នឹង login ហើយអញ្ចឹងដើម្បី login បានគឺនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំ login ចូល login success ហ្នឹងខ្ញុំលួច add data ចូលទៅក្នុង local storage មួយគឺឥឡូវយើងចេះ local storage មួយអញ
ចុះដើម្បី add data ចូលទៅក្នុង local storage បានគឺយើងអាច add តាមវិធីមួយគឺ local storage .set item set key របស់វា key របស់វាដាក់ដុល្លារអីចឹងមកដុល្លារ user បន្តមកគឺឈ្មោះ object របស់យើង this.user ស្មើនឹង object ឯងណាវានឹង add data នឹងចូលមកឥឡូវយើងចូលទៅកា application យើងចូលមើល application ហើយយើងចូល local storage អញ្ចឹងយើងអត់មាន data អីទេគឺ blank តែម្ដងអញ្ចឹងយើង login ចុចឃើញទេពេលយើង login ចុចពងវាចូលមកហើយតែវាបានជា object យើងមើលអត់ដឹងថាវាជាស្អីទេអញ្ចឹងយើងត្រូវ convert វាទៅជា convert អាហ្នឹងមុនពេលយើង add វាទៅ local storageអញ្ចឹងខ្ញុំ declare variable local មួយឈ្មោះថា user ហើយស្មើទៅជាមួយនឹង this.user global របស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំ add ចូលគឺខ្ញុំនឹង convert ពីសិនគឺដើម្បី convert បានគឺ string user ស្មើ string define json okay json ដាក់ឲ្យវាទៅជា json សិន .stringify ហើយ this.user ហ្នឹងតោះមក user ខ្ញុំផាស់ user ហ្នឹងចូលដោយមិនចាំបាច់ keyword this ទេដោយសារតែខ្ញុំ declare វាជា global local ចឹងចុចម្ដងទៀត okayចឹងឃើញនៅពេលដែលយើង convert ទៅជា JSON យើងនឹងអាចមើលឃើញទិន្នន័យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបើយើងមិន convert ទៅជា JSON ទេ object ហ្នឹងយើងនឹងមើលអត់ឃើញទេណាយើងនឹងមើលអត់បានទេហើយយើងប្រហែលយកទៅ convert ទៀតចឹងនៅពេលដែលគាត់ login success គាត់អត់ចាំបាច់ login ម្ដងទៀតទេឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំកន្លែង link ឥឡូវកុំអោយច្រើនពេកដោយសារតែចូលពេកទៅនាំតាយើងវិលហត់វិលមុខអញ្ចឹងយើងឃើញរាល់ពេលដែលខ្ញុំចុចចូលមក local នេះវាទៀងទៅចូលមក login រហូតហេតុអីអញ្ចឹងដោយសារតែយើងបាន set លក្ខខណ្ឌឲ្យវាបើសិនជា page វាទៅទេយើងឲ្យមក login ប៉ុន្តែយើងត្រូវ check condition មួយថាបើសិនបើគាត់ login ហើយមិនបាច់ឲ្យគាត់មក login ម្ដងទៀតទេអញ្ចឹងយើងឆែកនៅដណាយើងត្រូវឆែកទៅក្នុង dashboardតែសម្បត្តិនៅណាយើងចាត់ទុកថា home ហ្នឹងជា dashboard របស់យើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន image អីដើម្បីដាក់ឲ្យវាធំបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវា cute girl អីចឹងទៅយើងអាចចូលទៅកាន់ណា image គេថាខ្ញុំចាត់ទុកថាយកអ្នកដាក់មួយអីទូចពេកកើតយ៉ាដៅនេះណាចឹងយើង copy image address ណា image address copy image link ចុះអានេះក្នុងនេះអត់មាន image address យើង copy សិនមើលចេញអត់ copy image copy image ហ្នឹងមកចឹងខ្ញុំដាក់ដោយ img hard បាន copy image address នេះបើ copy link នេះវាអត់ដូចនៅក្នុង chrome អូខេយើងវាចេញមកធំចឹងយើងអាច set width វាបាន width វាតើថា200 pixel ចឹងទៅអូទូចពេកខ្ញុំដាក់ថា800ចុះអូខេចាត់ទុកថាប៉ុណ្្នឹងចុះណាអញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំចូលមកកាន home វិញខ្ញុំត្រូវចូលមក login វិញណាជឿអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឆែក condition នៅកន្លែងហ្នឹងគឺនៅក្នុង on init បើសិនជាអត់មានទេយើងត្រូវបើសិនជាអត់មាន page class យើង generate មកអត់មាន on init អញ្ចឹងយើងត្រូវ implement វាចេញពី on init ហ្នឹងតែយើងស្រី implement on init ហើយ import on init បែបនេះ
នៅពេលដែលយើង import on init ហើយអត់មាន ng on init ទេកន្លែងនេះវានឹង error យើងដាក់មក quick fix អញ្ចឹងទៅចុច implement អញ្ចឹងទៅវានឹងបាន on init បែបនេះមួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំឆែកប្រសិនបើយើងអាចទៅ get local value ពី local storage យើងមិញគឺ this dot user យើងអាច declare variable អីមួយទៅឬក៏យើងអាច declare local បែបនេះគឺយើងប្រើ syntax let let user ស្មើនឹង local storage dot get item ហើយឈ្មោះ key របស់យើងគឺ dollar user មែនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង get ប៉ុណ្ណឹងយើងក៏នឹង console log មើលថាតើវាបាន data មកអត់អញ្ចឹងយើង get មកយើងនឹងមើលនៅពេលដែលយើង log in ទៅតែយើងបាន data មកអត់នេះនេះ data យើង username admin អញ្ចឹងយើងឆែកមើលទៅយើងឧទាហរណ៍ណាយើងដាក់ថាប្រសិនបើ if user មិនស្មើយើងដាក់ថាមិនប្រសិនបើ user អញ្ចឹងទៅក៏បានដែរអញ្ចឹងមិនបាច់ឲ្យគាត់ login ម្ដងទៀតទេមិនបាច់ឲ្យគាត់ redirect ទៅណាទេគឺឲ្យគាត់នៅក្នុងហ្នឹងទៅthis dot នេះគាត់ជាឧទាហរណ៍ណាដល់ពេលមែនតើយើងអាចមាន switch មានអីគាត់បើជាងហ្នឹងវិធីល្អជាងហ្នឹងអានេះគាត់តែយើងឲ្យយល់នៅពិសេសនៃការ log in អញ្ចឹងយើងត្រូវ angular router router យើងត្រូវ add import វាចូលទៅក្នុង constructorprivate router ជាងកន្លែងនេះវា error អូដោយសារតែមាន constructor នៅខាងក្រោមហើយខ្ញុំលុបចោលមួយទៅអញ្ចឹងយើងអាចយកមកប្រើហើយគឺ this.navigate this.router.navigate by url ដាក់ home នឹងវិញទៅអានេះក៏ជាឧទាហរណ៍ជានៅពេលដែលគាត់ log in ហើយគាត់មិនចាំបាច់ log in ទៀតទេណាឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងនេះដោយសារតែគាត់ log in ចូលមកឥឡូវពេលខ្ញុំ log in ចូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ log in ចូលអូកន្លែងនេះជាលក្ខណ្ឌខុសយើងត្រូវ slash home មួយពេលគាត់ log ទៅអូកន្លែងនេះយើងអាចមានបញ្ហាបន្តិចយើងត្រូវដោះស្រាយកន្លែងនេះដោយសារតែមើលយើងចុចអូយើងគួរតែឆែកវានៅក្នុង login មិនត្រូវអូយើងយកវាឆែកយកវាទៅឆែកនៅក្នុង login ទៅដើម្បីឲ្យ login វារីរាយទៅម្ខាងទៀតនេះយើងអាចគិតច្រឡំដែរណា sorryឃើញឃើញអត់ឃើញបើសិនជា log in ហើយយើងមិនបាច់ log in ម្ដងទៀតទេណាបើសិនជា log in រួចហើយយើងមិនបាច់ log in ម្ដងទៀតទេតែបើសិនជាអត់ទាន់ log in អញ្ចឹងយើងចូលមក clear local storage យើងនេះមកអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់ទាន់ log in កន្លែងហ្នឹងត្រូវ log in សិនហើយឃើញទេអានេះជា concept នៃការ log in អញ្ចឹងបើខ្ញុំចុច log in ហើយទោះជាខ្ញុំធ្វើម៉េចក៏វាអត់ទៅ login វិញដែរដោយសារតែយើង login ហើយតែបើសិនជាយើងអត់មាន data នៅក្នុងនេះទេយើងត្រូវចូលទៅ login សិនណាអញ្ចឹងអានេះគឺជា concept ដែលយើងធ្វើលេងលេងទេវាមិនមែនជាក់ស្ដែងទេបើសិនជាមែនតើយើងមាន service មួយដូចនៅក្នុងនេះអីគឺខ្ញុំបង្ហាញពីវិចិត្រមួយជឿនៅក្នុងនេះអីតើគាត់មាន user token នៃកាលណាគាត់ log out អីចឹងទៅចាំតែចាំតែអញ្ចឹង sorry តិចមិញដោយសារតែមានអ្នក call មកអញ្ចឹងយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងយើងរៀនបានយូរដែរវា
ចង់ចូល40នាទីអីអញ្ចឹង record video 40នាទីសង្ឃឹមថានឹងមើល video នឹងចប់ចុះអូខេអរគុណច្រើនសំណាងល្អជម្រាបលា